Hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của mình. Mình là Di Khả đây, chúc tất cả anh em một ngày mới học tập và làm việc vui vẻ. Hiện tại bây giờ cái đoạn này nó rất là gió nên là mình phải về nhà mình cắt ghép mình lồng tiếng lại nha anh em, với anh em thông cảm nha. Và hôm nay anh em mình sẽ đi chơi ở cái thác này và có mua thêm một con chồn với ít bia nha anh em. Cái gì tí nữa anh em đi theo mình cho vui nha. Và ông anh mình đang chặt xương của con chồn ra nha anh em. Và tí nữa chắc sẽ chặt nhỏ ra và xào với bia thôi anh em. Tại vì ở khu vực rừng núi thì chả có cái gì cả, ướp một tí hành tỏi và xào với bia thôi. Và công đoạn chặt xương thì anh em mình sẽ không quay được nha mọi người. Và sau hơn khoảng 20 phút thì anh em mình cũng đã nhóm được một bắp lửa nha mọi người. Ở tí nữa sẽ làm. Và bây giờ mình sẽ rửa thịt nha mọi người. Thịt rất là đỏ, rất là tươi luôn. Và rửa xong thì bây giờ mình sẽ phơi nắng một tí nha anh em, phơi nắng cho nó khỏi hôi. Mấy miếng thịt nhìn đỏ lửa, nhìn hấp dẫn vãi anh em à. Phong cảnh ở nơi này thì toàn là đá với nước anh em, nhìn rất là đẹp và rất là mát luôn. Hiện tại anh em mình đang ngồi dưới một cái gốc cây nên là cũng có vẻ nó rất là mát mẻ. Giờ thì anh em mình sẽ ướp gia vị nha anh em. A few minutes later. Và trong thời gian đợi chồn nó thấm vào gia vị, anh em mình đã chuẩn bị ít thịt bò và xuyên qua que đỡ tí nữa nướng luôn nha mọi người. Anh em có thấy siêu to khổng lồ không? Đó, thịt bò rất là nhiều, rất to luôn. Xuyên qua tí nữa mới đầu bỏ lên nướng. À, đi dạo một vòng thì mình bắt được một con cua đá nha mọi người, nướng lên xử thôi, nhìn rất là to. Và cũng đã có than rồi thì bây giờ anh em mình bắt cái nồi lên nha mọi người. Và khoảng 10 phút thì anh em mình sẽ chớ khoảng hơn nửa lon bia vào cho nó thấm nha mọi người. Và chúng ta đỡ khoảng nấu khoảng tầm 25-30 phút nha mọi người. Đoạn này là đoạn bên dưới thôi nha mọi người, đoạn còn ở đoạn lúc đầu thì đó là cái đầu thác nó rất là rộng, rất là mát mẻ trên đó, nhưng mà trên đó đông người ngồi quá nên anh em mình phải lựa vị trí ở bên dưới một tí. A few minutes later.
Và trong thời gian khoảng hơn 30 phút thì cái nồi chồn nó cũng đã sôi, có vẻ như cũng sắp được ăn rồi đó anh em ơi. Ok anh em, và bây giờ anh em mình sẽ thưởng thức món chồn xào với bia đây. Và anh em cùng thưởng thức với bọn mình cho vui nha. Nhìn rất hấp dẫn, một chén muối và một chén nước mắm rất là ngon. Ok, mình xin phép mời anh em nha. Chấm vào muối quốc hơn em. Nói chung là thịt nó rất là dài. Anh nhiều lần thì nó quen thôi. Người mà ít ăn thì cảm giác nó rất là đau răng luôn nha. Bia này anh em mình ngâm cũng khá là lâu nhưng mà có vẻ uống vào cũng không được mát cho lắm, tại vì trời nó rất là nắng nha anh em, nên là uống cũng cảm giác chưa được mát cho lắm. Đó, đoạn xa xa trên kia này anh em có thấy không? Đoạn đó là đoạn đầu thác nha anh em. Ở bên này là bên dưới thôi. Anh em mà thấy phong cảnh ở đây đẹp thì đừng quên cho mình một like, một share, ủng hộ video của mình nha mọi người. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và còn lửa thì anh em mình sẽ lấy hai cái xiên que bò lúc nãy bỏ lên nướng luôn nha mọi người. Và ăn chung với chồn luôn. Và hai xiên que này thì chắc chắn phải nướng hơn khoảng 20 phút rồi nè. Và trong thời gian đợi hai cái xiên bò này thì anh em mình cũng đang xử món chồn xào với bia nha mọi người. Và xin phép anh em, xin lỗi với anh em là mình không thể quay những cái cảnh ăn uống được, vì anh em thông cảm mình nha. What the hell? Và đây là đoạn đầu thác nha anh em, nhìn rất là đẹp và rất là mát mẻ luôn. Rất là đông người nữa là anh em mình phải ngồi bên dưới. Và ở đây thì đa số là những phong cảnh đẹp. Anh em mà xem video của mình cảm thấy phong cảnh đẹp thì đừng quên đỡ lại cho mình một like, một share, ủng hộ video của mình nha mọi người. Mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Và đừng quên ấn vào nút đăng ký và ấn vào chuông để theo dõi những video mới nhất từ kênh của mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người.